Tuy đã ở tuổi khá cao, ông vẫn nỗ lực góp phần mình xây dựng địa phương. Với cách sống thật bình dị và chân thành gần gũi, ông giỏi được bà con chòm xóm hết lời khen ngợi quý mến. Dù đã ở hơn cái tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng ông giỏi trông vẫn còn rất nhanh nhẹn và hoạt bát lắm. Có lẽ chính do bản tính hòa đồng dễ gần với mọi người, nên ông được bà con chòm xóm cùng cô bác lớn tuổi quý mến, thân thiện với ông. Và ông được địa phương tin tưởng khuyến khích tham gia công tác hội, đồng thời làm nòng cốt đi đầu vận động bà con tích cực hưởng ứng các phong trào ở địa phương. Buổi đầu ông tham gia sinh hoạt hội người cao tuổi khóm 3 và là hội viên năng nổ tích cực. Bất cứ hoạt động nào, phong trào gì, ông cũng tranh thủ đóng góp công sức cùng hội thực hiện tốt. Không lâu sau, ông được tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng hội người cao tuổi khóm 3. Nhận nhiệm vụ mới, vốn được tập thể hội viên tín nhiệm, ông bắt việc rất nhanh. Nhà nào, hội viên nào có việc cần là ông sẵn sàng trợ giúp. Có khó khăn thì ông phát động tập thể cùng san sẻ. Không chỉ vậy, ông còn cùng với ban chấp hành hội người cao tuổi phường 1 thường xuyên quan tâm giúp đỡ những mảnh đời cơ nhỡ khó khăn trong và ngoài phường. Nhờ vậy mà năm nào, chi hội của ông giỏi cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh giỏi rất là nhiệt tình, có cái tâm huyết để mà làm hoàn thành tất cả các hội công tác hoạt động của hội một cách xuất sắc. Cái chi hội của anh giỏi đạt là đứng số 1 trong 4 chi hội, coi như là nhất là về cái công tác phát triển hội viên. Thứ hai là cái công tác thu hộ phí. Thứ ba là công tác tuyên truyền thì anh giỏi rất là xuất sắc. Và thứ tư nữa là cái công tác thu đóng góp cùng với địa phương và hoàn thành xuất sắc tất cả các loại quỹ. Không chỉ làm tốt việc hội, ông còn nhiệt tình tham gia vào câu lạc bộ gia đình văn hóa, câu lạc bộ dưỡng sinh, đóng góp công sức giúp các câu lạc bộ hoạt động ổn định hiệu quả. Với cách ăn nói khéo léo linh hoạt, ông giỏi đã vận động thêm nhiều hội viên mới tham gia sinh hoạt. Để nêu gương, ông vẫn hay đi đầu trong các hoạt động phong trào và tích cực đóng góp các loại quỹ ở địa phương. Nhờ vậy, ông tạo được uy tín và thuận lợi trong việc tuyên truyền vận động bà con cùng hội viên thực hiện tốt. Đối với lối xóm, gia đình ông giỏi rất được bà con tin tưởng quý mến. Thì hồi xưa giờ, gia đình ông giỏi thì rất là tốt. Tốt với lối xóm, có cái gì chúng giúp đỡ với nhau. Người con hay là cháu gì, người nào chúng là dễ thương hết. Ở lối xóm này mấy căn nhà này là hòa đồng hết trơn á. Thông cảm với nhau, không có cái gì mà để nói phiền phức với lối xóm hết trơn. Giỏi thì ở lối xóm thì cũng điều hòa với lối xóm này kia nọ, cũng tốt đối với lối xóm này kia nọ, là cũng hòa đồng vui vẻ này kia nọ, không có gì mà nó khó khăn. Điều đáng quý ở gia đình ông chính là sự tự thân vượt qua mọi gian khó vươn lên xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Hiện vợ chồng ông đang sống cùng với người con út và người con thứ. Ba người con còn lại đều đã ra riêng, ai cũng có công ăn việc làm ổn định. Trong đó, người con lớn là thương binh khi tham gia ở chiến trường Campuchia. Sau những giờ sinh hoạt cùng chi hội, câu lạc bộ, về nhà ông lại vui thú điền viên bên các cháu nhỏ của mình. Nghe ông kể, thời còn trai trẻ, với niềm đam mê hội họa, ông đã có nhiều năm sống bằng nghề vẽ quảng cáo cho các rạp chiếu phim ở Cần Thơ. Trải qua biết bao thăng trầm biến đổi, với nỗi lo cơm áo gạo tiền, ông về sinh sống ở Sóc Trăng với đủ thứ nghề sinh nhai. Từ làm ruộng, bán thuốc gò, bán bánh mì, và cuối cùng gia đình cũng dừng lại ở nghề bán bánh bò mặn trong suốt hơn 20 năm trời. Mãi cho đến năm 2005, do vợ ông bệnh nặng nên gia đình mới không bán nữa. Con cháu phải cố gắng sống làm sao cho đẹp. Cái đẹp làm sao? Đẹp là mình lo làm ăn, chăm chú làm ăn, không bê tha, không cái làm cái gì mà cho nó sai cái luật pháp của nhà nước. Thì chú có cái câu trong ngôn thế này: hiện tại đối với chú là chú không có màng, có thể mình ngày được ngày mai làm được, hay là mai sau mình con cháu mình làm được. Bây giờ mình nghèo thiệt, nhưng bây giờ đạo đức nhân cách bây giờ con cháu phải có đó, phải sống làm sao có nhân cách, có đạo đức làm người, thì cái đó không bao giờ có tiền tài vật chất là mua được hết. Thì con cháu phải cố gắng
nghe lời ông bà khuyên. Thứ nhất là đạo đức, thứ gì phải nhân cách. Đừng để mất hai cái đó là mình không phải là con người. Đối với hộ của ông Hồ Văn Giỏi này thì nhiều năm liền là đạt cái tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Gia đình ông thì luôn gương mẫu chấp hành ở địa phương, coi như là thực hiện tốt cái quy định của đảng, nhà nước, cũng như chấp hành tốt ở địa phương. Gia đình ông rất mẫu mực, coi như là vợ chồng bình đẳng, ông bà mẫu mực, là con cháu hiếu thảo. Trước đây thì đối với nhà hộ của ông Giỏi thì rất khó khăn, nhưng mà tự bản thân ông tự vươn lên, tự xóa đói giảm nghèo đối với từ để làm phát triển kinh tế gia đình và giáo dục con cái trong gia đình. Ở địa phương đây thì cũng là lấy cái điển hình cũng như ở gia đình của ông để nhân rộng ra. Đã trải qua hết nỗi khốn khó, chắc chiêu từng đồng lo cho các con đủ ăn đủ mặc, được học hành và ổn định cuộc sống. Giờ khi tuổi đã về già, ông Giỏi càng thấm thía những vất vả của cuộc sống. Chính từ hiện thực này, ông đã đúc kết phương châm sống cho các con. Phải tự thân nỗ lực, dù có vấp ngã cũng cố gắng vực dậy đứng lên, và phải sống sao cho có đạo đức làm người. Về phần bản thân mình, ông tâm niệm sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp sức mình khi còn sức khỏe và sống gương mẫu để động viên nhắc nhở con cháu noi theo, giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu nhiều năm liền.